Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông, thì mình tên Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình tiếp tục cung cấp những từ và câu rất là thường dụng cho các bạn dùng trong một ngày. Trong một ngày, có lẽ là các bạn sẽ dùng những câu như thế này. Từ vựng toán, toán có nghĩa là khi. Lào chúng, đồng hồ ré hay là đồng hồ báo thức. Hởn là tiếng kêu, cái âm thanh hởn, hởn là tiếng kêu. Chầu hầy, chầu là thầy, hầy là, chầu hầy là, thì là. Chầu hầy, thì là. Ngọ diêu là tôi cần hay là tôi phải như thế nào đó. Ngọ diêu, thí dụ như ai đó hỏi mình lấy diêm diêu, bạn có cần không? Chúng ta cần ngọ diêu, tôi cần. Rồi bây giờ hỷ sánh, từ vựng hỷ sánh là thức dậy. Cùng nhau đọc lại: hỷ sánh, hỷ sánh, hỷ sánh thức dậy. Xì can là thời gian là xì can. Rồi bây giờ chúng ta nói câu dài: khi đồng hồ ré kêu cũng là lúc tôi phải thức dậy. Thì nói như thế nào? Từ từ nói. Tón là chúng hởn. Chào hầy ngọ diêu hỷ sánh ke xì can. Tón là chúng hởn. Chào hầy ngọ diêu hỷ sánh ke xì can. Tón là khi, là chúng là đồng hồ ré, hởn là kêu. Tón là chúng hởn khi đồng hồ ré kêu. Chào hầy là thì là. Ngọ diêu hỷ sánh là tôi phải thức dậy. Ke là của, xì can là một cái thời gian, là cái lúc đó. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Tón là chúng hởn. Chào hầy ngọ diêu hỷ sánh ke xì can. Tón là chúng hởn. Chào hầy ngọ diêu hỷ sánh ke xì can. Khi đồng hồ ré kêu cũng là lúc tôi thức dậy. Thì cũng đúng như vậy, khi chúng ta đi làm thì chúng ta có chỉnh cái đồng hồ ré để mà báo thức, phải không nào? Tón là chúng hởn. Chào hay ngọ diêu hỷ sánh ca sì can. Thúng sờn, thúng sờn có nghĩa là thông thường. Thúng sờn là thông thường. Thông thường thì thúng sờn, thúng sờn. Ngọ diêu là tôi cần, ngọ diêu là tôi cần. Lài tròn, tròn là cái giường. Lài tròn có nghĩa là nằm nướng, nằm trên giường á, dương tới dương lôi không có chịu dậy, người ta gọi là lài tròn. Lài tròn có nghĩa là nằm nướng trên giường hay đơn giản là nằm nướng. Lài tròn, lài tròn. 5 phút tiếng Quảng Đông sẽ là ụm phánh chúng. Ụm phánh chúng, phánh chúng là phút. Ụm là năm, ụm phánh chúng là 5 phút. 10 phút thì sẽ là sập phánh chúng. 15 phút thì sẽ là sập phánh chúng. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói câu dài. Thường thì tôi nằm nướng thêm 5 phút. Thường thì tôi nằm nướng thêm 5 phút. Nói như thế này: thúng sờn, ngọ diêu lại tròn, ụm phánh chúng. Thúng sờn, ngọ diêu lại tròn, ụm phánh chúng. Thì thúng sờn là thường thì, thường khi, thông thường. Ngọ diêu là tôi cần, lại tròn là nằm nướng. Ủm phánh chúng là 5 phút. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Thúng sờn, ngọ diêu lại tròn, ủm phánh chúng. Thúng sờn, ngọ diêu lại tròn, ủm phánh chúng. Thường thì tôi nằm nướng thêm 5 phút. Từ vựng chạc ngà, ngủ thức dậy thì phải chạc ngà, đánh răng. Chạc ngà, có chạc có sự giám ha, không đọc xa, không đọc ta, không đọc tha và cũng không đọc chạc, mà là chạc. Chạc ngà, ngà là răng. Chạc ngà là đánh răng. Đánh răng thì phải đi đôi với lại rửa mặt. Rửa mặt thì sẽ là sảy mìn. Sảy mìn, sảy mìn là rửa mặt. Chạc ngà sảy mìn.
刷牙洗面là đánh răng rửa mặt. À, chúng ta nói một câu hoàn chỉnh. Tôi đánh răng rửa mặt. Ngọ cha ngà sảy miền. Ngọ cha ngà sảy miền. Ngọ là tôi. Cha ngà đánh răng sảy miền rửa mặt. Cùng nhau đọc lại. Ngọ cha ngà sảy miền. Ngọ cha ngà sảy miền. Tôi đánh răng rửa mặt. Ngủ dậy thì đánh răng rửa mặt xong rồi làm gì? Thay đồ. Thay đồ tiếng Quảng Đông là quần xám. Xám là quần áo nói chung. Quần là thay đổi cái gì đó, người ta gọi là quần. Quần xám là thay đồ. Quần xám. Quần xám thay đồ. Chuẩn bị. Chuẩn bị đi làm nó thì chuẩn bị sẽ là chuẩn bị, nó cũng giống giống ha. Chuẩn bị. Chuẩn bị là chuẩn bị. Đi làm là phán cúng. Phán cúng là gì? Phán cúng là đi làm. Chúng ta nói câu dài. Tôi thay đồ chuẩn bị đi làm. Thì muốn đi làm thì phải thay đồ, phải không nào? Tôi thay đồ chuẩn bị đi làm. Ngọ quần xám chuẩn bị phán cúng. Ngọ quần xám chuẩn bị phán cúng. Thì phán cúng là đi làm. Chuẩn bị là chuẩn bị. Xám là quần áo. Nói chung quần là thay. Ngọ là tôi. Ngọ quần xám tôi thay đồ. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ quần xám chuẩn bị phán cúng. Ngọ quần xám chuẩn bị phán cúng. Tôi thay đồ chuẩn bị đi làm. Thì ai đó hỏi mình, ê Lê Chùa Cảnh mất dạ, ngọ quần xám chuẩn bị phán cúng. Ngọ quần xám chuẩn bị phán cúng. Tôi thay đồ chuẩn bị đi làm. Thì có những người trước khi đi làm đó, người ta thích trang điểm. Thì trang điểm tiếng Quảng Đông là pha chón. Pha chón là trang điểm. Cùng nhau đọc lại. Pha chón. Pha chón là trang điểm. Sau đó là dìn hầu. Dìn hầu là sau đó. Sau đó như thế nào đó. Sau đó dìn hầu. Dìn hầu là sau đó. Thí dụ chúng ta muốn nói tôi trang điểm sau đó đi làm thì nói như thế này. Ngọ pha chón dìn hầu phán cúng. Ngọ pha chón dìn hầu phán cúng. Ngọ là tôi, pha chón là trang điểm, dìn hầu là sau đó, phán cúng là đi làm. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ pha chón dìn hầu phán cúng. Ngọ pha chón dìn hầu phán cúng. Rồi bây giờ thường uống. Chúng ta thường uống cái gì vào mỗi buổi sáng? Thì thường uống là thúng sờn dẫm. Thúng sờn dẫm. Dẫm là uống. Thúng sờn là thông thường. Thúng sờn dẫm là thông thường uống. Hay đơn giản là thường uống. Cùng nhau đọc lại. Thúng sờn dẫm. Thúng sờn dẫm là thông thường uống. Thường uống. Ngọ thúng sờn dẫm là tôi thường uống cái gì đó. Ngọ thúng sờn dẫm. Rồi bây giờ buổi sáng là chiếu chủ. Chiếu chủ là buổi sáng. Chào buổi sáng là gì? Ai còn nhớ không nè? Chào buổi sáng là chủ sành. Bây giờ buổi sáng là chiếu chủ. Sữa tươi là xín lại. Bởi vì xín là tươi, lại là sữa. Cùng nhau đọc lại. Xín lại. Xín lại là sữa tươi. Thí dụ chúng ta muốn nói tôi thường uống sữa tươi vào buổi sáng. Tôi thường uống sữa tươi vào buổi sáng. Thì nói như thế này. Ngọ chiếu chủ thúng sờn dẫm xín lại. Ngọ chiếu chủ thúng sờn dẫm xín lại. Thì ngọ là tôi, chiếu chủ là buổi sáng. Thúng sờn là thông thường. Dẫm là uống, xín lại là sữa tươi. Mình giải thích hết rồi cho các bạn, nhưng mà giải thích một lần nữa cho các bạn dễ khắc ghi hơn. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ chiếu chủ thúng sờn dẫm xín lại. Ngọ chiếu chủ thúng sờn dẫm xín lại. Tôi thường uống sữa tươi vào buổi sáng. Rồi tôi thường
ngọ thúng sờn cái gì đó. Ngọ thúng sờn là tôi thường. Tôi thường cái gì đó, ngọ thúng sờn. Ngút khỉ, út khỉ, ngút hay là út đều được. Ngút khỉ hay là út khỉ, người ta cũng hiểu là nhà. Ngút khỉ hay là út khỉ đều được, có nghĩa là nhà. Hãy ngút khỉ, hãy út khỉ. Ở nhà, hãy là ở, hãy út khỉ hay là hãy ngút khỉ đều có nghĩa là ở nhà. Rồi bây giờ bữa sáng. Bữa sáng là chủ chán. Chủ chán là bữa sáng. Buổi sáng là chiếu chủ. Bữa sáng là chủ chán ha các bạn. Các bạn phân biệt cho mình. Ăn sáng là sịch chủ chán. Sịch chủ chán là ăn sáng. Sịch là ăn. Sịch chủ chán là ăn sáng. Tôi thường ăn sáng ở nhà. Thì nói như thế này. Ngọ thúng sờn hãy út khỉ sịch chủ chán. Ngọ thúng sờn hãy út khỉ sịch chủ chán. Thì sịch chủ chán là ăn sáng. Ở đâu ăn sáng? Hãy ngút khỉ hay là hãy út khỉ, út hay là ngút đều được. Hãy ngút khỉ là ở nhà. Thúng sờn là thông thường hay đơn giản là thường, ngọ là tôi. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ thúng sờn hãy út khỉ xịt chủ chán. Ngọ thúng sờn hãy út khỉ xịt chủ chán. Các bạn cứ đọc tới đọc lui như thế thì các bạn sẽ quen ha. Không có ai mà đọc qua một lần sẽ nhớ suốt cả đời đâu. Phải đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, đọc hoài mới nhớ. Rồi bây giờ ở quán ăn nhanh. Hồi nãy là ở nhà là hãy út khỉ. Bây giờ ở quán ăn nhanh là hãy phai chán tim. Hãy phai chán tim. Thì phai chán tim người ta gọi là quán ăn nhanh. Phai là nhanh. Phai chán tim là quán ăn nhanh. Hãy là ở. Cùng nhau đọc lại. Hãy phai chán tim. Hãy phai chán tim ở quán ăn nhanh. Thì ở Hồng Kông á, đa số là người ta ít có nấu ăn ha các bạn. Người ta ăn ở quán nhiều hơn. Bởi vì đó rất là tiện nghi phải không nào. Hãy phai chán tim. Vừa rẻ nữa mà vừa tiện nghi nữa. Thì đương nhiên là ăn ở ngoài rồi. Hãy phai chán tim ở quán ăn nhanh. Hãy là ở. Hãy là ở đồng nghĩa với lại chòi trong văn viết. Là ở chòi. Chòi đồng nghĩa với lại hãy. Chòi đồng nghĩa với lại hãy có nghĩa là ở. Phai chán tim. Phai chán tim là quán ăn nhanh. Chúng ta muốn nói tôi thường ăn sáng ở quán ăn nhanh thì nói như thế này. Ngọ thúng sờn hãy phai chán tim xịt chủ chán. Ngọ thúng sờn hãy phai chán tim xịt chủ chán. Thì ngọ thúng sờn là tôi thông thường hay là tôi thường. Hãy là ở, phai chán tim là quán ăn nhanh. Làm gì? Xịt chủ chán là ăn sáng. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ thúng sờn hãy phai chán tim xịt chủ chán. Ngọ thúng sờn hãy phai chán tim xịt chủ chán. Rồi bây giờ tôi cầm hay là tôi lái. Bởi vì chá có nghĩa là lái hay là cầm. Ngọ chá là tôi lái hay là tôi cầm. Lái gì? Xe hơi riêng. Xe hơi riêng người ta gọi là xí cá ché. Ché ché ché. Xí cá ché là xe hơi riêng. Lái xe Honda. Ở Việt Nam thì thông thường người ta lái xe Honda. Chá tiền tán ché. Chá tiền tán ché. Chá tiền tán ché là lái xe Honda. Thí dụ chúng ta muốn nói tôi lái xe Honda đi làm. Tôi lái xe Honda đi làm. Thì nói như thế này. Ngọ chá tiền tán ché phán cúng. Ngọ chá tiền tán ché phán cúng. Ngọ là tôi, chá là lái,
tiền tán ché là xe Honda, phán cúng là đi làm. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ chá tiền tán ché phán cúng. Ngọ chá tiền tán ché phán cúng. Thí dụ như người ta hỏi mình, à, lệ dùng mấy dạ cáo thúng phán cúng. Ngọ chá tiền tán ché phán cúng. Ngọ chá tiền tán ché phán cúng. Bây giờ tôi lái xe hơi đi làm. Ngọ chá xí cá ché phán cúng. Ngọ chá xí cá ché phán cúng. Phán cúng là đi làm. Xí cá ché là xe hơi. Chá là lái, ngọ là tôi. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ chá xí cá ché phán cúng. Ngọ chá xí cá ché phán cúng. Tôi lái xe hơi đi làm. Tôi ngồi xe buýt đi làm, hay là tôi đi làm bằng xe buýt thì nói như thế này. Ngọ tạp bá sĩ phán cúng. Ngọ tạp bá sĩ phán cúng. Ngọ tạp bá sĩ phán cúng có nghĩa là tôi đi làm bằng xe buýt. Ngọ là tôi, bá sĩ là xe buýt. Tạp bá sĩ có nghĩa là ngồi xe buýt. Phán cúng là đi làm. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ tạp bá sĩ phán cúng. Ngọ tạp bá sĩ phán cúng. Tôi đi làm bằng xe buýt, hay là tôi ngồi xe buýt đi làm đều được. Thí dụ chúng ta muốn nói là thỉnh thoảng tôi ngủ dậy trễ, thì có đôi lúc chúng ta ngủ dậy trễ đó, thì chúng ta nói là can chúng ngọ chỉ chỏ hỷ sánh. Can chúng ngọ chỉ chỏ hỷ sánh, thì can chúng là thỉnh thoảng, ngọ là tôi, chỉ là trễ, hỷ sánh là ngủ dậy. Chỉ chỏ hỷ sánh có nghĩa là đã ngủ dậy trễ, hay đơn giản là ngủ dậy trễ. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Can chúng ngọ chỉ chỏ hỷ sánh. Can chúng ngọ chỉ chỏ hỷ sánh. Thỉnh thoảng tôi ngủ dậy trễ. Thì thông thường đó, nếu mà chúng ta ngủ dậy trễ á, thì dễ bị đi làm trễ, cho nên chúng ta phải đón xe taxi đi làm ha. Thì sẽ đi làm bằng xe taxi hay là sẽ đón xe taxi đi làm, nói như thế này. Ngọ quỵ tả tích phán cúng. Ngọ quỵ tả tích phán cúng. Ngọ là tôi, quỵ là sẽ, tả tích. Tả tích có nghĩa là, tả tích có nghĩa là xe taxi ha, đón xe taxi người ta gọi là tả tích. Tích là tích sĩ. Phán cúng là đi làm. Ngọ quỵ tả tích phán cúng. Ngọ quỵ tả tích phán cúng. Tôi sẽ đón taxi đi làm. Thì tả tích đồng nghĩa với lại là tạp tích sĩ, có nghĩa là đón taxi. Chúng ta cùng nhau nói một cái câu dài như thế này. Thỉnh thoảng tôi ngủ dậy trễ, tôi đón xe taxi đi làm. Thì nói như thế này. Can chúng ngọ chỉ chỏ hỷ sánh. Ngọ quỵ tạp tích sĩ phán cúng. Can chúng ngọ chỉ chỏ hỷ sánh. Ngọ quỵ tạp tích sĩ phán cúng. Thỉnh thoảng tôi ngủ dậy trễ, tôi đón xe taxi đi làm. Thì can chúng là thỉnh thoảng, ngọ là tôi, chỉ chỏ hỷ sánh là ngủ dậy trễ, ngọ quỵ là tôi sẽ, tạp tích sĩ là đón taxi. Tạp tích sĩ hay là tả tích đều được. Phán cúng là đi làm. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Can chúng ngọ chỉ chỏ hỷ sánh. Ngọ quỵ tạp tích sĩ phán cúng. Can chúng ngọ chỉ chỏ hỷ sánh. Ngọ quỵ tạp tích sĩ phán cúng có nghĩa là thỉnh thoảng tôi ngủ dậy trễ, tôi sẽ đón taxi đi làm. Thì chúng ta nói được câu dài thì nói, không nói được thì chúng ta tách ra thành những câu ngắn để mà nói ha. Nói chung là chúng ta học một cái ngoại ngữ, chúng ta cố gắng nói để cho người đối phương hiểu là coi như chúng ta thành công ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là tôi đi làm bằng xe điện ngầm thì nói như thế nào? Như thế này. Ngọ tạp tì thịt phán cúng, thì ngọ là tôi. Tạp tì thịt là xe điện ngầm. Tạp tì thịt là ngồi xe điện ngầm. Phán cúng là đi làm. Cùng nhau đọc lại. Ngọ tạp tì thịt phán cúng. Ngọ tạp tì thịt phán cúng.
có nghĩa là tôi ngồi xe điện ngầm đi làm hay là tôi đi làm bằng xe điện ngầm. Rồi bây giờ chúng ta nói tôi đi làm bằng xe điện ngầm vì xe điện ngầm rất đúng giờ, thì cái chia sẻ này mình có chia sẻ rồi cho các bạn, hôm nay thì mình chỉ nhắc lại thôi. Ngọ tạp tỳ thiệt phán cúng, dánh quầy tỳ thiệt hữu chuẩn xì. Ngọ tạp tỳ thiệt phán cúng, dánh quầy tỳ thiệt hữu chuẩn xì. Thì hữu chuẩn xì có nghĩa là rất đúng giờ, chuẩn xì là đúng giờ, hữu chuẩn xì là rất đúng giờ, tỳ thiệt là xe điện ngầm, dánh quầy là bởi vì, phán cúng là đi làm. Tạp tỳ thiệt có nghĩa là, tạp tỳ thiệt có nghĩa là ngồi xe điện ngầm. Ngọ là tôi. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ chọ tỳ thiệt phán cúng, dánh quầy tỳ thiệt hữu chuẩn xì. Ngọ tạp tỳ thiệt phán cúng, dánh quầy tỳ thiệt hữu chuẩn xì. Tôi ngồi xe điện ngầm đi làm bởi vì xe điện ngầm rất đúng giờ, hay là tôi đi làm bằng xe điện ngầm vì xe điện ngầm rất đúng giờ, giống nhau thôi. Rồi bây giờ đi bộ, tiếng Quảng Đông là hàng lù. Hàng lù là đi bộ. Thí dụ như là tôi đi bộ đi làm. Tôi đi bộ đến chỗ làm thì nói là ngọ hàng lù phán cúng. Ngọ hàng lù phán cúng, ngọ là tôi, hàng lù là đi bộ, phán cúng là đi làm. Ngọ hàng lù phán cúng, cùng nhau đọc lại một lần nữa. Ngọ hàng lù phán cúng, tôi đi bộ đi làm. Thì đi bộ đi làm thì đương nhiên là có lý do, bởi vì nhà tôi rất gần công ty, thí dụ như vậy. Chúng ta nói là dánh quầy ngọ út khỉ hữu khạnh cúng xí. Dánh quầy ngọ út khỉ hữu khạnh cúng xí. Thì dánh quầy là bởi vì, ngọ út khỉ, ngọ ngút khỉ đều được, là nhà của tôi. Hữu khạnh, khạnh là gần, hữu khạnh là rất gần, cúng xí là công ty. Cùng nhau đọc lại. Dánh quầy ngọ út khỉ hữu khạnh cúng xí. Dánh quầy ngọ út khỉ hữu khạnh cúng xí. Bởi vì nhà tôi rất gần công ty. Thì dánh quầy là bởi vì. Chúng ta nói câu dài, tôi đi bộ đến chỗ làm vì nhà tôi rất gần công ty. Thì chúng ta nói là ngọ hàng lù phán cúng, dánh quầy ngọ út khỉ hữu khạnh cúng xí. Ngọ hàng lù phán cúng, dánh quầy ngọ út khỉ hữu khạnh cúng xí. Tôi thì đi bộ đến chỗ làm vì nhà tôi rất gần công ty. Rồi bây giờ 9 tiếng, mỗi một ngày làm 9 tiếng thì 9 tiếng đồng hồ đó sẽ là cẩu co chúng. Cẩu co chúng có nghĩa là 9 tiếng đồng hồ. Cẩu là 9, cẩu co chúng là 9 tiếng đồng hồ hay là 9 tiếng đơn giản. Rồi bây giờ 10 tiếng là sập co chúng. Sập co chúng là 10 tiếng. 12 tiếng đồng hồ thì sẽ là sập gì co chúng. Cứ thế mà chúng ta thay thế những cái số điếm vô bài số điếm học rồi, ở số 2 và số 3 đó học rồi. Rồi cái công việc lý tưởng á, là ngày làm 9 tiếng á các bạn. Ngày làm 9 tiếng thì lý tưởng, còn nếu như mà 12 tiếng thì quá dài ha, 10 tiếng thì cũng tạm tạm. Rồi thí dụ chúng ta muốn nói là tôi mỗi ngày làm việc 9 tiếng thì nói là ngọ muội dạch phán cúng cẩu co chúng. Ngọ muội dạch phán cúng cẩu co chúng, thì cẩu co chúng là 9 tiếng, phán cúng là làm việc hay là đi làm đều được, muội dạch là mỗi ngày, ngọ là tôi. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ muội dạch phán cúng cẩu co chúng. Ngọ muội dạch phán cúng cẩu co chúng có nghĩa là tôi mỗi ngày làm việc 9 tiếng. Chúng ta muốn nói là từ 9 giờ tới 6 giờ. Sáng 9 giờ, tối 6 giờ. Chiếu cẩu mạnh lục. Chiếu cẩu mạnh lục là sáng 9 giờ tới tối 6 giờ, chiếu cẩu mạnh lục. Thường thì công viên chức người ta sẽ đi làm cái thời gian này, chiếu cẩu mạnh lục. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói tôi đi làm mỗi ngày 9 tiếng. Sáng 9 giờ đến 6 giờ chiều. Thì nói là ngọ muội dạch phán cúng cẩu co chúng, chiếu cẩu mạnh lục.
我每日翻工九个钟，朝九晚六。我每日翻工là tôi đi làm mỗi ngày cậu có chúng 9 tiếng chiếu cậu mạnh lục là từ 9 giờ cho đến 6 giờ chiều 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều là chiếu cậu mạnh lục cùng nhau đọc lại một lần nữa ngọ mũi dạch phán cúng cậu có chúng chiếu cậu mạnh lục rồi bây giờ dấu xích là nghỉ ngơi là dấu xích thí dụ chúng ta muốn nói là thứ bảy chủ nhật nghỉ thì thông thường những cái viên chức của nhà nước thì thứ bảy chủ nhật nghỉ xính kỳ lục xính kỳ dạch dấu xích xính kỳ lục là thứ bảy xính kỳ dạch là chủ nhật dấu xích là nghỉ cùng nhau đọc lại xính kỳ lục xính kỳ dạch dấu xích xính kỳ lục xính kỳ dạch dấu xích thứ bảy và chủ nhật nghỉ rồi bây giờ những cái viên chức thì người ta làm việc từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều ha, nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà những cái người khác á thì phải làm theo ca ha. À, nghỉ cũng theo luân ca chứ không có phải là được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì bây giờ luân ca là luân bán. Luân bán, luân bán, luân là luân, bán là ca, luân bán là luân ca. À, hay là đi làm theo ca đó thì chúng ta nói là luân bán cúng cho. Luân bán cúng cho có nghĩa là đi làm theo ca. Cúng cho là đi làm công việc á. Luân bán là luân ca. Luân bán cúng cho là đi làm theo ca. Chúng ta muốn nói tôi phải đi làm theo ca thì nói là ngọ diêu luân bán cúng cho. Ngọ diêu luân bán cúng cho. Ngọ diêu là tôi phải. Luân bán cúng cho là đi làm theo ca. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ diêu luân bán cúng cho. Ngọ diêu luân bán cúng cho là tôi phải đi làm theo ca. À, thì thông thường á thì người ta chia ra làm 3 ca. Sáng, trưa, tối, chủ, mạn. Chủ là sáng, là trưa, mạn là tối. Chủ mạn là sáng, trưa, tối. Chúng ta muốn nói tôi phải luân ca sáng, trưa, tối thì nói như thế này. Ngọ diêu luân bán chủ mạn. Ngọ diêu luân bán chủ mạn. Ngọ diêu là tôi phải. Luân bán là luân ca. Chủ là sáng, là trưa, mạn là tối. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ diêu luân bán chủ mạn. Ngọ diêu luân bán chủ mạn. Tôi phải luân ca sáng, trưa, tối. Hối cúng là làm việc. Làm việc là hối cúng. Thế thì đang làm việc thì nói như thế nào? Đang làm việc là hối cảnh cúng. Hối cảnh cúng là đang làm việc. Cảnh là đang. Hối cảnh cúng là đang làm việc. Chúng ta muốn nói bây giờ tôi đang làm việc thì nói như thế này. Ngọ gì cá hối cảnh cúng. Ngọ gì cá hối cảnh cúng. Bây giờ tôi đang làm việc. Ngọ là tôi. Dí cá hay là gì cá đều được. Có nghĩa là bây giờ. Hối cảnh cúng là đang làm việc. Cùng nhau đọc lại. Ngọ dì cá hối cảnh cúng. Ngọ dì cá hối cảnh cúng. Bây giờ tôi đang làm việc. Rồi bây giờ hợp là hối quỷ. Hối quỷ là hợp. Thế thì đang hợp sẽ là hối cảnh quỷ. Hối cảnh quỷ là đang hợp. Bây giờ tôi đang hợp thì nói như thế này. Ngọ dì cá hối cảnh quỷ. Ngọ dì cá hối cảnh quỷ. Bây giờ tôi đang hợp. Ăn là xịt. Xịt là ăn. Đang ăn sẽ là xịt cảnh. Xịt cảnh là đang ăn. Bây giờ tôi đang ăn cơm trưa thì nói như thế nào? Bây giờ tôi đang ăn cơm trưa. Nói như thế này. Ngọ dí cá xịt cảnh ủm phàn. Thì ủm phàn là cơm trưa. Xịt cảnh là đang ăn.
dí cá là bây giờ ngọ là tôi. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ dí cá xịt cảnh ủng phàn. Ngọ dí cá xịt cảnh ủng phàn. Bây giờ tôi đang ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong thì nói như thế nào? Ăn cơm trưa xong nói như thế này. Xịt dìn ủng phàn. Xịt dìn ủng phàn là ăn trưa xong. Xịt dìn là ăn xong. Ủng phàn là cơm trưa. Xịt dìn ủng phàn là ăn cơm trưa xong. Tiếp tục là cây chục. Cùng nhau đọc lại. Cây chục. Cây chục là tiếp tục. Chúng ta muốn nói cơm trưa xong, tôi tiếp tục làm việc. Cơm trưa xong, tôi tiếp tục làm việc thì nói như thế này. Xịt dìn ủng phàn ngọ cây chục cúng trọt. Xịt dìn ủng phàn ngọ cây chục cúng trọt. Cúng trọt là làm việc, cây chục là tiếp tục, ngọ là tôi. Ngọ cây chục cúng trọt, tôi tiếp tục làm việc. Xịt dìn ủng phàn cơm trưa xong. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Xịt dìn ủng phàn ngọ cây chục cúng trọt. Xịt dìn ủng phàn ngọ cây chục cúng trọt. Chúng ta nói câu dài hơn. Cơm trưa xong, bây giờ tôi phải về công ty làm việc tiếp thì nói như thế nào? Cơm trưa xong, bây giờ tôi phải về công ty làm việc tiếp. Xịt dìn ủng phàn ngọ dí cá diêu phán cúng xí cây chục cúng trọt. Xịt dìn ủng phàn là cơm trưa xong. Ngọ dí cá là tôi. Bây giờ tôi. Diêu phán cúng xí. Diêu là phải. Phán cúng xí là trở về công ty. Cây chục là tiếp tục. Cúng trọt là làm việc. Cây chục cúng trọt là tiếp tục làm việc hay là làm việc tiếp đều được. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Xịt dìn ủng phàn ngọ dí cá diêu phán cúng xí cây chục cúng trọt. Xịt dìn ủng phàn ngọ dí cá diêu phán cúng xí cây chục cúng trọt. Cơm trưa xong, bây giờ tôi phải về công ty làm việc tiếp.